Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình về thêm được 7 cây giờ các bạn ạ. Mình đặt mấy chục cây nhưng về được có 7 cây thôi. Nó hot quá, bán rất là chạy nhá. X giờ giá chỉ bằng 8 vlog thôi, rẻ chưa từng thấy. Máy bao zin nhá. X giờ 64GB ma Mỹ, hình thức 97-98%. Máy bao zin, pin từ 84 cho đến 89% là 5 triệu rưỡi. Còn pin trên 9X là 5 triệu 7 nhá. X giờ 64GB ma Mỹ, hình thức 97-98% nhá. Có, nói chung là có phải. Nhưng mà máy zin giá chỉ bằng 8 vlog thôi, rất là rẻ, mình nhập về tương đối là nhiều, chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay mình đặt là chính thức là đặt 25 cây nhưng về được có 7 cây mọi người ạ. Đấy, còn iPhone X nhá, thì bên mình 5 triệu rưỡi 64GB không bao pin nhá. Không bao pin tức là pin không zin. Bao zin trừ quả pin. Đấy, bao zin trừ quả pin nhá. Là 5 triệu rưỡi 64GB còn 6 triệu là 206GB nhá. iPhone X hình thức 98. Đấy, trong đó có con này này. Con này của mình là 256GB nhưng mà mình đã ép lại kính rồi, cho nên mình bán là 5 triệu 8 thôi nhá. Đấy, bên mình ép kính, nhà bên mình nói ép kính nhá. Tiếp theo là con SE2020. Đây là bẩn đấy nhá, lau đi là đẹp. 5 triệu 2. Máy đẹp nhá. SE2020 5 triệu 2 nhá. Và mình chỉ quay qua cho mọi người xem thôi. Mọi người ai muốn xem chi tiết thì có thể nhắn tin Zalo cho bên mình qua số 0566884499 anh em nhá. XS64GB ma Mỹ, 6 triệu rưỡi màu gold nhá. Còn màu là màu gold và màu trắng là 6 triệu rưỡi, còn màu đen là 6 triệu tư. XS64GB ma Mỹ nhá. Máy bao zin full chức năng. Và máy quốc tế nhá, không phải máy lock đâu. Bên mình con nào lock thì bên mình sẽ báo cho mọi người luôn. Đấy. Một cây iPhone 11 giá rẻ này. iPhone 11 8 triệu 1, máy zin hình thức 97% nhá. Máy bao zin 8 triệu 1 thôi nhá, 64GB. Máy quốc tế nhá, bao zin. 12 Pro. Bản KH màu gold hình thức vẩy. Con này là 256GB, 16 triệu 200 nhá. 256GB 16 triệu là 200. Rất là rẻ nhá. Con này mình đang dùng. Đấy, mình đang dùng nhá. Thì anh em nào mà xem kênh YouTube của mình chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh của mình nhá. Đây, kênh của mình là kênh Thanh Tú Store nhá. Đấy, kênh Thanh Tú Store đấy. Ai xem video mà chưa đăng ký thì đừng quên đăng ký kênh của mình nhá. Ok, tiếp theo là 11. Mình có hai cây đẹp và xuất sắc iPhone 11 nhá. Đây, hai cây này 64GB bản VN, pin 94%. Máy đẹp, nói chung là hết được chấm anh em nhá. Đấy, hai cây bản VN tắt, một cây màu xanh và một cây màu trắng. Máy đẹp 99 nhá. Đây là có cái giấy dán ấy, bóc ra đẹp lắm. 9 triệu rưỡi nhá, 9 triệu rưỡi tặng kèm ốp sạc cường lực ở hình 1.1 trong vòng 3 tháng. Còn những cây mà hình thức như thế này thì bên mình chỉ bán là 8 triệu 6 thôi. Hình thức 98 nên mình bán 8 triệu 6, 64GB nhá. Pin thì 86, 87, 88%. Mà tất nhiên máy thì mình bao zin. Còn nào sửa chữa thay thế cái gì là mình sẽ báo cho mọi người nhá. Không báo có nghĩa là máy zin. Đấy, còn con 64GB hình thức đẹp 99 này thì 8 triệu 8 nhá. 8 triệu 8 trừ những cây đẹp xuất sắc thì nó đắt hơn, và phải là bản ven. Con này là 128GB nhá, 128GB, pin 88%. Cũng là 9 triệu rưỡi thôi, 9 triệu rưỡi máy bao zin nhá. Máy bao zin 12 Pro Max nhá. Con này là 206GB, máy bao zin nhá. Bản KH nhá, 206GB, 19 triệu 900. 19 triệu 900 nhá. iPhone 13 máy còn nguyên 1 năm bảo hành nhá. Đẹp keng 99 ma Mỹ, 118GB, nguyên 1 năm bảo hành, pin nguyên 100%. Chung về hình thức thì khỏi phải bàn nhá. 16 triệu 900. Tiếp theo mình có con 11 Pro 206GB, 10 triệu 100. Máy bao zin hình thức thì mặt trước có phải đây các bạn, có chạy xước này. Bình thường nếu con này đẹp nhá thì sẽ phải có giá 12 triệu. Đấy, thì nói chung chạy xước này giảm được 2 triệu. Rất là rẻ rồi nhá. Đấy, cực kỳ rẻ luôn.
11 Pro Max bản VN64 ghi 12.800.000 máy bao zin pin 89 nhá. Viền thì rất là đẹp, tuy nhiên mặt trước là có chảy xước nhưng mà mình dán cường đường các bạn nhìn không xước một tí nào luôn. Đây là bẩn nhá. Nhìn nhá, nếu như mình bán theo kiểu bán lươn các bạn ạ, mình dán cường đường vào các bạn sẽ không bao giờ biết. Nếu mình bán theo kiểu bán lươn. Đấy, thế nhưng mà bên mình không bán thế. Tình trạng là sẽ báo rõ nhá. Một con 11 Pro Max 64GB 12.200.000 máy Mami bao zin hình thức 98. Tắt đi. Pin 81% nhé. Tiếp theo một con 11 Pro Max 64GB Mami pin 88 nhé. 14.000.000 máy bao zin hình thức đẹp. Con này chỉ có 13.200.000 64GB pin 83% nhé. Đây, con này tình trạng thay kính là mình báo thay kính lưng luôn nhé. Đã thay kính lưng 13.000.000 máy bao zin. À xin lỗi mọi người, bao zin trừ cái kính lưng. Đấy nhá. 11 Pro Max 64GB Mami pin 87% 13.900.000 nhé. 11 Pro Max 64GB Mami 13.800.000 máy bao zin hình thức đẹp nhé. Con này của mình giảm giá rồi 8.300.000 64GB XS Max nhé. 8.300.000 64GB nhé. Còn con này của mình là 256GB Mami nhé. Con này 9.300.000 đi 94% nhé. Con này của mình cũng là 256GB Mami. Con này 9.2 nhé. Con này 9.1 thôi, 256GB. Con này thì là pin 88% nhé. Con này là màn sọc này, thanh lý cho người 256GB, màn bị sọc ở giữa nhé. Đây, sọc như này. Đây, còn full chức năng nhé, 256GB 6.2. Một con máy Mami 256GB, ở đó con này 64GB pin 92%, 8.500.000 nhé. Màu gold thì 8.500.000, màu trắng cũng 8.500.000 nhé. Con màu gold này là 256GB thì là 9.500.000. Ok, tiếp theo thì 8 Plus. Nhá. 64GB. Đẹp 98, 5.000.000. Màu đen và 5.1 màu gold nhá. 8 Plus 64GB. Còn 7 Plus. 7 Plus thì giá dao động là từ 4.2 triệu, toàn 128GB thôi nhá. 4.2 triệu đến 4.5 triệu có cả 256GB này. Hình thức thì được 7-98% nhá. Tiếp theo là 6S 16GB là 1.8 triệu, 32GB là 1.9 triệu nhá. 6G 16GB bây giờ mình giảm giá còn 1.5 triệu thôi. 6G 16GB 1.5 triệu thôi. 5S 32GB. 5S 32GB nhá. Con này làm sao phòng bên này. Chọn cái pin phòng khi nào thì mình sẽ thay pin cho mọi người nhá. 1.2 triệu. 7G 32GB. Máy zin thì tức đẹp thì 2.7 triệu, máy phẩy thì 2.5 triệu nhá. Máy zin trừ quả pin. Nhiều bạn cứ thắc mắc là zin thì còn pin thay thì mình đã gọi là zin trừ pin. Thế chả nhẽ mình lại phải đọc là màn zin, vỏ zin, men zin, cam zin, các thứ zin, có quả pin không zin à? Thì mình hà cứ nói luôn là bao zin trừ quả pin. Đấy, đúng không mọi người? Nói thế cho nó ngắn gọn, các anh bắt bẻ mình. 6 Plus 16GB 2.000.000, 64GB 2.2 triệu, 6S Plus 16GB 2.5 triệu, 32GB 2.6 triệu và 64GB 2.7 triệu, hình thức phẩy nhá. Zmi, con này Zmi 10 nhá. Con này Zmi 10. RAM 4 cộng 2GB, con này RAM 4 cộng RAM 2 nhá, có 2 RAM đấy. Đấy. 128GB, con này để cho mọi người với giá là 3.3 triệu nhá, 3.3 triệu. Oppo Reno 6Z 5G máy đẹp keng 99 còn nguyên hộp nhá. 6.4 triệu, đẹp keng 99 còn nguyên hộp phụ kiện. Nguyên hộp phụ kiện nhá. 6.4 triệu.
Còn con Oppo Reno 6Z 5G này của mình cũng đẹp zin. Tuy nhiên không còn hộp nên là giá chỉ 6 triệu thôi nhá. 6 triệu. Mình giảm giá này nhân viên không biết, báo giá cũ thì mong mọi người thông cảm nhé. Bởi chú giảm giá rồi. S15G, RAM 8 bộ nhớ 512, máy đẹp. 99 nhá, 6 triệu 1. S15G, RAM 8 bộ nhớ 256, máy đẹp 99. 5 triệu 7 nhá. S15G hình thức 97-98%. Hình thức 97-98%, 5 triệu 2 nhá. RAM 8 bộ nhớ 256. Samsung A71 RAM 8 bộ nhớ 118, máy đẹp nhá. Đây có giá là 5 triệu 1 nhá, máy đẹp zin. Vivo i53 con này 2 RAM nhá, RAM 8 và RAM 3, bộ nhớ 118, 4 triệu 2, máy zin thì đẹp nhá. Vivo i23e, máy đẹp keng 99 nhá. Hình thức như là iPhone 12 mọi người ạ. Con này có giá là 5 triệu 1 nhá. 2 RAM, RAM 8 và RAM 4, bộ nhớ 2. Bộ nhớ 128 nhá. Samsung K52 còn bảo hành đến 13 tháng 1 nhá. 5 triệu 8 nhá. Samsung Note 9, Samsung Note 9 bản Hàn, có còn cả màu trắng nhá. Bản Hàn. Hình thức 98, 4 triệu 9 nhá. Samsung A9 màn đẹp nhưng mà lưng sau nói chung là hình thức còn là 97% thôi. Màn đẹp không ám ố nhá, lưng sau nói chung là xấu. Đây, 2 triệu rưỡi nhá, 2 triệu rưỡi. Mi 5 Plus RAM 464, thanh lý cho người triệu 8 nhá. Redmi K30 5G RAM 664 4 triệu nhá. RAM 664 4 triệu. Nói chung mình chỉ quay nhanh thôi mọi người thông cảm nhá. Mình đọc nhanh, quay nhanh. Mọi người muốn xem chi tiết thì cứ gọi điện hoặc Zalo cho mình qua số 056688 499 nhá. Samsung A31 máy zin hình thức 98. Đằng sau có phải lông mèo lông chuột sao do dùng hốp nhá. 3 triệu 6, RAM 6 bộ nhớ 128. Redmi Note 10 Pro 5 triệu, RAM 8 bộ nhớ 128 nhé. Máy zin đẹp 99. Redmi Note 10S mình có 2 cây. Con đẹp ke 99 là 4 triệu 3, còn con phẩy thì là 3 triệu 9 nhé. Con 4 triệu 3 và con 3 triệu 9. Oppo Reno 5, RAM 8 bộ nhớ 128, 5 triệu nhé. Máy đẹp ke 99, 5 triệu. Con này mình nỗ lặng rồi. Samsung Note 10 Lite 5 triệu 2 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128, máy đẹp zin không ám ố. Hình thức thì được 98% nhá. Thức được 98% có phẩy. Samsung A32 nhá. Con này bị phẩy mất ở chỗ góc này đâu mà. Mình xem này LED mọi người nhìn nhá. Mọi người muốn xem rõ hơn thì mọi người có thể Zalo cho mình. 3 triệu 9 nhá, 3 triệu 9. Vinsmart, Vinsmart Star 5 1 triệu 9 nhá, RAM 3 và 32. Máy đẹp zin. Hôm nay tiếp tục có một con Samsung A71 này. Con này cũng 5 triệu 1 nhá. RAM 8 và 128, 5 triệu 1. Oppo A3s 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi Oppo A3s, máy zin. Còn Oppo F9, Oppo F9 RAM 664 2 triệu 4 nhá. À, RAM 6 của những 128. Mi Note 5 1 triệu 8 RAM 3 của những 32 nhá. Mi Note 5. Mi 9T RAM 464 máy đẹp kem 2 triệu 9 nhá. Mi 9T, Redmi 9T. Samsung S9 nhỏ bản Nhật dùng chip Snapdragon 845. Tổng thể là đẹp, chỉ phẩy chỗ vân tay này thôi nhá. 2 triệu 9 ra 464. Samsung Note 9 bản Việt Nam nhé, 5 triệu 1. Con này bản Việt Nam 2 SIM nữa. Con này thì tuy nhiên cái bút là bút của con khác, nắp xa nhưng vẫn là bút zin nhé. Vẫn là bút zin. Nên mọi người yên tâm nhé. Mi 6 Pro thanh lý triệu 8 ra 464 nhé. Mi 6 Pro.
Mi Note 7 1.7 nhá. RAM 3.3 hình thức vẩy 1.7. Huawei Nova 3i. Con này thì màn hình vỡ kính và có đốm phản quang nhá. Đi vỡ kính à. Và đốm phản quang nhá. Đó, kính này. RAM 4 bộ 118 1.1 nhá. Người mua về tự xử lý. Smart B 900 RAM 16. Samsung A01 máy đẹp zin 1.4 nhá. Máy đẹp zin 1.4 A01. RAM 16 nhá. Oppo A93. Oppo A93 con này à. RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này máy đẹp zin chất 4 triệu nhá. Redmi 5i. RAM 3 bộ nhớ 64 nhá. Con này RAM 3 bộ nhớ 64. 2 triệu nhá. Samsung A51. RAM 6 bộ nhớ 128 hình thức 98 này zin nhưng mà phẩy nhá. 3.9 triệu. Oppo F11 Pro. Con này 3 triệu nhá. Realme 5 à xin lỗi mọi người, Realme 8 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128 máy đẹp keng 99, đây là thế nào theo kiểu là bóng con tay đó đấy nhá, nào thì rất đẹp đấy, nó qua đấy đó. 5 triệu nhá. Mi Note 9, Mi Note 9, Redmi Note 9 RAM 464 nhá, 2.3 hình thức vẩy và mặt trước này, hình mặt trước là có bong chóc này nhưng mà mình dán cho được vào thì nhìn sẽ rất là đẹp nhá. Oppo A32 4.5 triệu nhá, RAM 6 bộ nhớ 128 máy gì thì tức 98. Oppo G15 RAM 6 bộ nhớ 128 2.3 nhá. Samsung A03s RAM 464 2.9 máy đẹp nhá. Samsung Note 9 con này thì tình trạng nó vỡ kính mặt trước. Samsung Note 9 nhá, thanh lý cho mọi người giá cực rẻ. Mọi người đợi một xíu mình bật nó lên cho tổng thể đã. Một con iPhone X nhá, một con iPhone X 3.5 triệu thôi. Một con này máy đẹp 5.5 triệu. Con này thì tình trạng là màn hình bị đốm mực nên mình thanh lý 3.5 triệu trừ 2 triệu tiền màn, trừ 2 triệu tiền màn nhá. Đó. Coi như không tính màn thôi. Samsung Note 9 thôi. Con này là kính vỡ mà màn lưu ảnh nhẹ thôi. Lưu ảnh nhẹ thôi nhá, vỡ kính như này. Đấy. Thanh lý cho người 3.6 triệu nhá. 3.6 triệu nó rất là rẻ. Rẻ được 1.5 triệu luôn. Mọi người mua vé ép kính tự xử lý được nhá. Ok, cảm ơn mọi người xem hết video nhá. Thì ai thích cây nào đặt hàng thì vui lòng Zalo cho bên mình qua số 0566 88 49 hoặc gọi điện trực tiếp cho mình qua số 0912 555 912, 0565 88 49 nhé. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh của mình nhá. Thank you.